Bạn Trần Tường hỏi là cho tôi hỏi thời điểm này thì nên đầu tư bất động sản tại các khu công nghiệp Vĩnh Phúc dự kiến tiềm năng ra sao? Thì đầu tư vào một cái khu vực bất động sản ấy thì anh cần phải xem xét được là cái đầu tư công ở đây như thế nào. Đấy. Ví dụ như là đầu tư tại các cái khu công nghiệp hay là ở khu vực Vĩnh Phúc thì người ta đang đầu tư các cái dự án các khu công nghiệp rất là mạnh mẽ, thì chúng ta có thể tìm hiểu rằng là các cái nhà máy, các công ty hay là cái loại hình công nghiệp đấy, ở cái khu vực này nó là công nghiệp nặng hay là công nghiệp nhẹ. Nếu trong trường hợp nó là công nghiệp nặng thì tốt nhất là không nên đầu tư. Đấy. Trường hợp là công nghiệp nhẹ thì tôi nghĩ rằng là hoặc là những cái công nghiệp cao, công nghệ cao thì anh chị có thể đầu tư được. Là bởi vì sao? Nó là những cái ngành nó ít nó gây ra cái sự ô nhiễm môi trường. Còn những ngành công nghiệp nặng thì nó sẽ dễ ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Thông thường là những người giàu ấy, thì người ta thích ở những cái chỗ mà khí hậu trong lành, mát mẻ, rồi là không bị ô nhiễm môi trường. Nhưng nếu chúng ta đầu tư vào những cái chỗ bị ô nhiễm môi trường thì rất là khó nó có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng của chúng ta. Cái đấy là cái đầu tiên, đúng không ạ? Cái thứ hai là ta xem xét xem được là các khu công nghiệp này thì cái dự án đấy khi nào thì nó định triển khai, tốc độ tiến độ triển khai như thế nào. Thứ ba là xem xét tổng vốn đầu tư của nó có đạt đến quy mô tốt hay không, lớn hay không. Nếu như mà một cái cụm công nghiệp nhỏ thì nói chung là cái sự ảnh hưởng đến những bất động sản khác cũng có nhưng mà nó không cao. Nếu như mà một cái dự án đại công nghiệp hoặc là một cái khu quần thể đô thị công nghiệp đấy thì nó có thể là ảnh hưởng đến những bất động sản xung quanh, bởi vì dịch vụ này rồi các cái hạ tầng kết nối vào các công nghiệp đấy nó cũng sẽ phát triển mạnh lên và chắc chắn rằng là nó cũng ảnh hưởng đến bất động sản ở khu vực xung quanh. Đó. Rồi cái thứ tư là ta phải xem xét được là những cái công ty hay các dự án các chủ đầu tư ấy người ta về đó thì khi nào người ta về triển khai và các dự án đó thì thu hút cái vốn đầu tư có nhiều không, lượng nhân công để phục vụ cho các cái nhà máy, các công ty trong các cái khu công nghiệp đó, các nhà máy đó nó có lớn hay không. Đấy, trình độ dân trí ở trong cái khu công nghiệp đó bao gồm là người lao động và cán bộ rồi là các cái doanh nghiệp nó có cao không. Ví dụ như là những cái khu công nghiệp mà trình độ thấp thì ta sẽ cái trình độ của cái người công nhân ấy là trình độ thấp thì chúng ta có thể là đầu tư ở góc độ là vừa phải. Đấy, bởi vì là nó không có phát triển rất nhiều những dịch vụ cao cấp, chủ yếu là phòng trọ hoặc là các dịch vụ ăn uống thôi, ăn uống rồi những dịch vụ để phục vụ cho công nhân. Thì cái đó cũng có cái tiềm năng tăng giá, tuy nhiên là đối với lại những cái khu công nghiệp phức hợp hoặc là những khu công nghiệp lớn có nhiều dạng nhà máy, nhiều dạng công ty thì tốc độ tăng trưởng nó sẽ cao hơn. Cái tiếp theo là chúng ta xem xét được là khu công nghiệp này á là cái quy mô của từng nhà máy nó lớn không, quy mô của công nhân ở trong các cái nhà máy đấy nó có lớn không. Thì có những cái khu công nghiệp quy mô nó lên đến hàng chục nghìn công nhân trong một nhà máy, có những khu công nghiệp thì chỉ có vài trăm công nhân thôi thì nó ít quá thì nó sẽ khó có sự tăng trưởng được. Tôi cũng đi khảo sát cũng nhiều ở các cái khu công nghiệp thì có những khu công nghiệp thì thấy không có người đấy, nên là bất động sản ở xung quanh tôi thấy là nó cũng có tăng nhưng mà nó không tăng mạnh đấy. Nhưng mà ta nhìn thấy ví dụ như là trong khu vực phía Nam có rất nhiều những cái nhà máy, những cái khu công nghiệp là nó tăng trưởng cực kỳ nhanh, là bởi vì dân về đấy rất là đông, công nhân cũng rất là đông, đủ các loại công nhân loại hình, ví dụ như là công nhân ngành may mặc hoặc công nhân ngành công nghệ cao hoặc công nhân ngành những cái ngành mà có chất lượng ấy thì nó sẽ phát triển mạnh về kinh tế, thì dân cư đấy nó cũng phát triển mạnh, đúng không ạ? Rồi là người dân người ta sử dụng các dịch vụ cao cấp thì như vậy kinh tế nó ngày càng phát triển. Đấy là cái mà tôi nghĩ là bạn cần phải xem xét. Còn là ở khu vực nào thì nó cũng như thế thôi. Mình cứ xem xét những cái yếu tố liên quan đến những khả năng tăng trưởng giá, tăng trưởng giá trị và tăng trưởng công năng sử dụng của cái bất động sản thì nó sẽ ra được cái bất động sản nó tăng giá. Đó. Rồi, cảm ơn anh Trần Tường nhé. Đấy là phần chia sẻ sơ bộ của tôi. Ok, cảm ơn anh.